quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.